Dù bộn bề công việc, nhưng nữ doanh nhân Hoàng Thư vẫn dành thời gian cho công việc viết lách. Chị dành tất cả thời gian rảnh rỗi cho lòng đam mê của mình ấp ủ bấy lâu nay. Chính vì thế trong vòng 5 năm qua, chị đã cho ra đời gần 20 đầu sách. Những tác phẩm của chị đã được độc giả đón nhận và tạo được tiếng vang trên thị trường sách hiện nay như tác phẩm Nhật ký thành công, Nhật ký bà mẹ đơn thân, Người Việt giàu, Nhật ký của ba. Em đã đọc rất nhiều cuốn sách của tác giả Hoàng Thư, nhưng mà em thích nhất là cuốn sách Kẻ mê hoặc, bởi vì nhân vật nữ đấy là vật rất là mê xe và em cũng mê xe ạ. Và em mong muốn rằng là tác giả Hoàng Thư có thể ngày càng ra nhiều tác phẩm hơn để cho bọn em có thể tiếp nhận những cái tác phẩm đấy, cảm thưởng thức những lời văn mà tác giả có thể viết ra. Và em mong muốn rằng là các bạn cũng nên tìm hiểu và đọc những cái tác phẩm của tác giả này vì nó thật sự là rất là hay ạ. Trong cuộc sống có những lúc trầm lúc bồng, nhưng chị Hoàng Thư vẫn luôn kiên định với con đường mình đã chọn. Từ đó có được thành công như ngày hôm nay, xứng với cái tên mà độc giả đã gọi, người đàn bà viết không biết mỏi.